Thì xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cái cách mình sẽ tạo một cái rosette cho cái vi điều khiển là HP66F018 của Hotech. Thì trước khi mà tạo cái rosette đó bạn, bạn cần phải cài đặt hai cái phần mềm. Phần mềm thứ nhất là Hope 3000. Thì cái phần mềm này sử dụng để mình nạp code cho cái vi điều khiển Hotech 8bit. Còn cái phần mềm là HTIDE3000 thì bạn cài đặt để mình viết code cho vi điều khiển là Hotech 8bit. Thì đây là hai cái file mà mình cài đặt để mình nạp code và mình viết code cho vi điều khiển là Hotech HT66F018. Thì dưới video này các bạn mình có cái đường link để các bạn tải hai cái file cài đặt này về máy các bạn cài đặt. Thì trong quá trình cài đặt á, nếu mà có vấn đề gì thì các bạn có thể comment dưới cái video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt một cách tốt nhất. Thì khi mà tạo rosette đó bạn, bạn có thể là sử dụng cái rosette mẫu của nhà sản xuất để mình dựa vào code mẫu đó mình viết cho cái ứng dụng của mình. Cái thứ hai là bạn có thể tạo ra một cái rosette mới bằng cái phần mềm là HTIDE3000. Thì trên trang web Hotech các bạn nó có rất là nhiều cái code mẫu thì bạn có thể tải về để các bạn dựa vào code mẫu đó mình viết code cho ứng dụng của mình. Thì dưới cái video này mình cũng để cái đường link để các bạn có thể tải những cái code mẫu như là những thư viện chuẩn của nhà sản xuất về các bạn sử dụng. Thì đây là cái mà folder mà mình tải về từ cái trang của Hotech nè bạn. Thì trong đây người ta cho mình rất là nhiều cái code mẫu cũng như là một số cái thư viện chuẩn nè, mình dựa vào đây để mình viết code. Hoặc là bạn đem cái ví dụ mẫu của nhà sản xuất á, mình sử dụng để mình làm cái rosette của mình để mình viết cho những cái ứng dụng của mình luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng cái phần mềm là HTIDE3000 để mình tạo một cái rosette mới cho cái vi điều khiển là HT66F018. Thì các bạn mở phần mềm lên. Thì chỗ này nó chưa kết nối với cái mặt nạp các bạn, không vấn đề gì, các bạn cứ cancel. Rồi các bạn muốn tạo rosette mới thì các bạn vào rosette nè. Bạn chọn new. Rồi ở trên là mình đặt cái tên của rosette nè. Thì mình đặt là main đi các bạn. Rồi mình sẽ tạo một cái đường dẫn và mình sẽ lưu cái rosette mình. Còn folder thì thường là mình sẽ tạo một cái folder mới để mình lưu cái rosette của mình vào. Thì mình sẽ tạo một cái folder là ví dụ đi. Rồi mình sẽ lưu cái rosette mình mới tạo vào trong cái ví dụ này. Rồi mình sẽ chọn cái vi điều khiển mà mình cần lập trình. Thì ở đây mình sẽ chọn vi điều khiển là HT66F018. Rồi các bạn nét. Ok. Rồi mình viết bằng C thì mình check vào chỗ C thôi, nét. Rồi bây giờ là mình nét rồi thì giao diện của cái rosette mình mới tạo nó sẽ hiện ra. Rồi mình chọn ok luôn nha bạn. Thì ở đây các bạn mình sẽ thiết lập một số cái mà vi điều khiển yêu cầu. Ví dụ như là cái von nè, thì von này mình để 5V nha. Rồi VDD là cũng 5V luôn. Rồi cái dao động thì mình chọn dao động nội nha. Còn cái chỗ mà tần số hoạt động thì mình chọn là 8A. Rồi cái chỗ mà cái xung lốc này thì mình chọn là RTC. Rồi ok. Rồi ở đây là mình ok luôn các bạn. Đó thì ở đây thì lúc này mình sẽ tạo ra được một cái rosette nè cho cái vi điều khiển HT66F018 nè. Thì lúc này là cái chương trình mình chưa viết gì hết nè, nó chỉ mới có cái hàm main thôi. Thì giờ các bạn thử biên dịch thử nha, mình vô build nè, mình biên dịch nè, build on.
đó là nó không có báo lỗi, là chương trình mình đã tạo được cái reset ok đó. Còn cái nó báo ấm nên là do mình chưa kết nối với cái mặt nạp thôi, không vấn đề gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ viết cái code trong cái main này nha. Thì mình sẽ copy một cái code mẫu rồi để mình biên dịch cho các bạn thấy là nó sẽ hoạt động như thế nào chỗ của cái reset của mình. Đây là một cái code mà mình viết cho cái chương trình là chấp tắt led ở cái chân là BA1 của cái HT66F018. Bây giờ mình biên dịch nha. Thì mình đã biên dịch ra ok đó bạn, không có báo lỗi nè. Còn bấm nin là do mình chưa kết nối với cái mạch nạp mình thôi. Thì đó là cái cách mà mình tạo một cái rosette cho cái điều khiển là HT66F018 của Hotech. Thì các bạn có thể dựa vào cái video này để các bạn tạo một cái rosette cho riêng cái dự án của mình. Thì trong quá trình mà tạo rosette thì nếu mà các bạn có vấn đề gì thì các bạn có thể comment dưới video thì mình sẽ giải thích và hướng dẫn các bạn hiểu rõ hơn. Thì cái video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn là cách nạp cái chương trình cho vi điều khiển là Hotech 8 bit. Thì kính mong các bạn đón xem.